Rồi hôm nay mình sẽ qua cái phần đề speak, bài speak đầu tiên của tháng nha. Thì thường thầy sẽ canh theo đề thi nha các bạn. Và trùng đề cho cái phần này. Và đây cũng là cái bài mà hôm bữa thi thử ha, là đã thi rồi. Trùng đề mà trùng đề cái đợt sau lễ, cho nên thầy áp dụng thi thử ha. Thì hôm nay sau khi học xong mà các bạn bên lớp khá nha, thầy nói với bạn lớp khá mà nào chưa có làm cái phần speak cho phần thi thử thì có gì làm, nộp thầy chấm điểm thêm. Tại vì thầy sẽ đánh giá nhiều cái lắm, bao gồm từ vựng, ý tưởng rồi phát âm nữa, này nọ nó sẽ có phần trong đó ha. Còn các bạn có thi rồi thì thi thử rồi, thì hôm nay là bài đầu tiên của mình. À thường như vậy ha. Với lại thầy báo nữa là lớp mình ha, nhưng mà là có bên các bạn khá. Ngày mai thầy báo điểm là có bạn đã báo điểm cho lớp mình rồi ha, và trong đó có kỹ năng 9.0 nha các bạn, 859.0, tổng điểm là 7,5 và 8 chấm luôn, à 7.5 à, nhưng mà có cái phần skill là 9.0 và 8.5 nha. Ngày mai thầy báo là các bạn biết rồi. Và bạn đó gọi là em chứ không phải gọi bạn lớp 12 ha. Và là rồi, và cũng cũng thuộc phạm vi là người quen ha. Coi như gửi gắm và đào tạo và thi được rồi nha các bạn. Ngày mai thầy sẽ báo điểm và các bạn sẽ biết ha. Nhưng mà chút nữa tối nay thầy sẽ báo cái cho các bạn vô để coi có động lực ha. Đứa em lớp 12. Xong rồi. Nghĩa là nó xét cái phần thi cho thi phổ thông, thi quốc gia. Nó sẽ xét từ mức 6 6.0 hay 6.5 gì đó để thầy coi lại. À, và con bé này mém nữa, gọi là mém nữa là 8.0 ở trong cái điểm tổng ha. Là 7.6 mươi mấy á, nếu mà thêm 1.25 nữa, nghĩa là có một có 0,5 của một kỹ năng nữa là lên 8.0 nhé, hoàn chỉnh luôn. Tốt ha. Rồi các bạn còn lại thì thầy chỉ mình ráng là 6.5 và 7. Thật tốt nha các bạn, gọi là các anh chị ráng nhé. Rồi thì nói chung thì hầu hết thì các bạn ở lớp mình cả khóa cũ, những ai đã đi thi thì đều hay gọi là đều đạt hết ở mức 6,5 là nhiều nhất. Có kỹ năng 7 và cao lên, và có các bạn là cao nữa là 7 chấm luôn ha, và có kỹ năng 7,5 và thậm chí là 8. Còn thấp nhất là 6.0 điểm tổng á, và trong đó vẫn có kỹ năng 6,5 ha. Rồi. Gọi là yếu nhất á. Cho nên bây giờ các bạn nỗ lực học tiếp và mong là mình sẽ là lứa tiếp theo ha, để đạt cái trong cái khoảng điểm 6,5 7. Ít nhất là kỹ năng ha. Rồi. Còn bé này là 29.0 chồng mà cũng bất ngờ. Rồi nói chung mai thầy báo điểm là các bạn biết à. Gọi là đàn em ha. Nói chung là lớp phổ thông sau này nó học đỡ thiệt. Rồi mình vô ha. Thì bây giờ mình sẽ có gì các bạn nhớ tắt micro camera giúp thầy. Rồi mình sẽ vô cái phần speak. Câu đầu tiên thầy nói chút xíu. Rồi thì cái phần học hôm nay thì mình chưa thực hành ha. Hôm nay thì mình sẽ làm lý thuyết ở cái phạm vi là viết câu và dùng từ trong mỗi câu nói. Các bạn ở lớp K1 thì sẽ học tập trung cho thầy là phần 1 và phần 2. Phần 1 và phần 2 ha. K2 thì chút nữa nếu mà không K2 hôm nay thì cũng dẫn chung đề đó là phần 1 phần 2. Cái tiết sau thì sẽ có phần 3 luôn rồi. Có phần 3 rồi nha các bạn. Nhưng mà thầy đang soạn lại cái câu từ vựng cho phần 3 cho nên hôm nay K2 là chưa học phần 3. Rồi thì cái tới đó thì thầy sẽ nói. Rồi tới tới cái phần mà học phần 3 thì thầy có báo thì các bạn ở K1 muốn học bổ sung. Bây giờ mình lo mình luyện trước cho nó quen về cái câu dùng từ ngữ pháp, phát âm ha cho tốt vô đi. Tới đó thì thầy sẽ khuyên các bạn nên học thêm ca sao ở phần phần 3. Nếu mà các bạn nắm tốt cái phần
speak ha. Còn các bạn còn yếu quá thì từ từ cũng được, không có gấp. Phần 3. Rồi nói chung thầy cho các bạn học hướng mở rất là nhiều. Ok ha. Thì hôm nay các bạn sẽ học cái phần 1 và phần 2 cũng cũng rất là nhiều nha các bạn. Mình sẽ tập trung ở khâu áp dụng ý tưởng, dùng từ vựng của giám khảo à và của thầy nữa. Hoàn chỉnh ý nói trước ha. Nhưng mà thầy nói như này là các bạn nào mà thuộc phạm vi trung bình khá tự mình biết ạ, các bạn biết mình rồi đó. Thì có thể xong hôm nay các bạn chủ động thu âm nộp luôn cho thầy cũng được. Thì như các bạn khá cũng biết rồi thì mình có thể linh hoạt được cái phần phát âm. Hầu như các bạn khá thì phát âm khá lỗ rồi. Chủ yếu là sẽ trọng tâm cái khâu từ vựng cho thầy. Ok ha, từ vựng cho tốt vô để mình lấy cái thang điểm 6,5 7 của phần speaking, nhất là 7 á, nó sẽ yêu cầu về từ vựng. Thì các bạn khá chủ động cho thầy luôn ha, hoặc là các bạn nào muốn thử luôn thử cái phần phát âm, nếu mà cảm thấy phần phát âm mình tốt á, thì cứ thử luôn xong hôm nay các bạn nộp qua email cho thầy cái phần speak hôm nay. Còn thứ thứ tư là sẽ phần thực hành ha. Rồi thì chút nữa chắc cỡ cuối giờ thì sẽ nói về phần thực hành, chủ yếu là cho các bạn cơ bản chú ý ở cái phần này. Còn các bạn khá thì dễ rồi, các bạn khá là tự chủ động luôn nộp cho thầy luôn cũng được. Ok ha. Rồi mình vô nghe các bạn. Phần số 1, câu 1 ha. À, cái phần lý thuyết thì các bạn sẽ được học lý thuyết cách nói của giám khảo, cách dùng từ của giám khảo và của thầy ha. À, phần 1 thì nó sẽ diễn ra trong 2 tới 4 ý thôi, rất là đơn giản, nó không có khó. Nhưng mà được một cái là cái phần này mình sẽ tập trung và học cái lượng từ vựng khá là nhiều. Và những cái phần từ vựng ở phạm vi phần 1 này sẽ xài được cho cả phần 3 luôn ha. Phần 3 thì thầy sẽ áp dụng từ, nó cũng hỏi giống phần 1 thôi, nhưng mà câu hỏi sẽ dài và sâu hơn. Nhưng cái phần từ vựng thầy sẽ áp dụng vào phần 3 để mình mở rộng ở cái khâu ý tưởng cho phần 3. Nó có mang về tính chất về lập luận và thuyết phục khá là nhiều. Cái đó là dễ thang thang điểm cao rồi. Cho nên là các bạn học kỹ cho thầy phần 1 để mình dùng những cái vốn này qua phần 3 ha. Tại vì thầy cho các bạn học là chung chủ đề luôn từ 1 tới 3 ha. Còn ra thi thì các bạn ra thi thì phần 1 à phần 2 và phần 3 sẽ giống chủ đề, chung chủ đề. Nghĩa là phần 2 chút nữa mình học á, mình sẽ nói về một chủ đề, sau đó là giám khảo lúc mà qua phần 3 giám khảo sẽ hỏi sâu về cái phần 2. Đó ha, họ nói tiếp ra để nói chung là hỏi nói tiếp cho cái phần 2. Đó chính là cái phần 3 nhé. Còn phần 1 của mình thì là những chủ đề thông thường và thường là phạm vi câu hỏi dễ. Nhưng thầy sẽ đánh mạnh từ vựng cho các bạn ở phạm vi phần 1 luôn. Tại vì cái ý nó ngắn á, các bạn dễ nhớ, thầy sẽ đánh sâu cho các bạn từ vựng để mình học cho tốt nhé. Rồi thì thầy dặn là các bạn cơ bản chưa quen thì cứ bám sát cái lý thuyết hôm nay học để mình học bước dùng ý tưởng và từ vựng của chủ đề. Còn sau này các bạn khá, sau này các em khá rồi hay là các bạn khá cũng biết rồi đó, thì các bạn có thể tự linh hoạt được trong cái khâu dùng từ ý tưởng vẫn được ha, bình thường nha các bạn. Rồi nhưng mà các bạn khá thì khỏe rồi, không có nói gì hết. Chủ yếu là các bạn cơ bản bám sát cho thầy ha, để mình lấy cái ý tưởng và từ vựng trước. Vì cách học của mình là sắp tới luôn là có thầy sẽ áp dụng bài thi đi cho các bạn, nghĩa là học chủ đề này, câu hỏi ở phạm vi trùng và trùng hoàn toàn cho đến trùng một phần đưa vô cho các bạn áp dụng lại luôn ha. Từ đó mình sẽ linh hoạt và các bạn sẽ tự áp dụng biết câu và nói luôn cho thầy. Coi như là học một cái mà biết được chục cái cho các bạn tự làm được luôn. Ok ha. Cho nên học kỹ từ những bài lý thuyết cho thầy. Rồi câu số 1 nó hỏi là bạn có thích đọc sách hay không? À. Thì cái này thì thực ra các bạn muốn nói không hay có thì tùy các bạn, nhưng mà hôm nay thầy hướng dẫn cho các bạn hướng dễ làm trước ha. Đó là có. Các bạn có thể nói là có một chút cũng được. À, không cần phải có nhiều, có một chút cũng được ha. Yes, I love reading. Hay là reading is favorite part of my life cũng được. Ở bên dưới thầy có cho thêm nè. I love, I like. Cái nào cũng được ha các bạn. Đầu tiên phải trả lời khẳng định trước ha. Yes, có hay không? Cứ có trước đi ha. Ví dụ như có một chút cũng được. Giữa các bạn muốn các bạn có thể thêm ví dụ như là rất nhiều hay một chút ha, để thầy thêm cái câu này cho các bạn.
Còn còn cái này thì nhiều ha. Rồi, này là little một chút. Rồi các bạn, nó còn cái cách dùng đó là crackly ha, cực kỳ thích, cực kỳ yêu thích. I crackly love reading vẫn được ha các bạn. Sau đó mình sẽ nói về mình thích loại sách gì. Thay vì các bạn nói là I like reading sách gì đúng không, thì thầy có cho từ vựng. Đây là từ vựng của giám khảo nha. Ok. Từ vựng của giám khảo ha các bạn. Đây là từ đồng nghĩa với cái chữ. Nè, có giải nghĩa ha các bạn. Thầy có cái tiếng Anh luôn. Cái này là của giám khảo giải thích, đây là của thầy mở rộng ha. Be engrossed in, hoàn toàn tập trung vô. Thích cũng được. Rồi thầy có cho những cái chữ khác các bạn có thể sử dụng ha. Interested. À, hoặc là completely engaged in. Các bạn khác nhiều khi còn biết những chữ khác nữa ha. Deep into. À, ví dụ như vậy, be deep into. Devote myself to. Cũng được. Nếu mà các bạn khá biết cái này thì mình sử dụng ha. Rồi, các bạn cơ bản thì cứ áp dụng từ vựng thầy cho là được. Nghĩa là mình sẽ giải thích mình thích đọc sách gì. Thay vì các bạn nói là I like reading sách gì đúng không? Hay là I like sách gì thôi, thì từ vựng này khá là hay ha. To be engrossed in. À. Đó. Áp dụng cho bài thi vừa rồi đó. Rồi mình sẽ đọc ở nơi nào ha các bạn? Ở đây thì được giám khảo gửi sẵn đó là regularly take out. Tùy ha. Thí dụ như các bạn thích một chút thì các bạn chỉnh lại cái này là sometimes ha, sometimes, thỉnh thoảng cũng được. Ở nơi nào thì bên ví dụ thầy có cho một số chỗ: library, school, bookstore. Cái chữ take out thì không nhất thiết là các bạn sẽ lấy sách đem về nhà đọc ha, nghĩa là nó chỉ đơn giản là mình lấy sách đọc thôi. Rồi, các bạn chế ví dụ như ở quán cà phê cũng được. Câu lạc bộ của mình cũng được, câu lạc bộ sách ha. Rồi các bạn hiểu hiểu ý thầy nói rồi đúng không? À, với lại cái danh từ về loại sách bên dưới, thầy có cho chút nữa các bạn cứ bấm vô lấy ha, để mình viết. Tại chúng ta các bạn phải viết câu để thầy kiểm. Hôm nay mình chưa có thực hành nhé. Rồi, cái dòng này thì các bạn giữ ha. Đây là câu ăn điểm nè. Câu này các bạn nên giữ đi để mình học thêm văn điểm. Nghĩa là tôi đọc sách cover to cover in no time. Có nghĩa là đọc bất kể thời gian. À, cái chữ take out này là lấy từ bookstore với lại library. Còn nếu mà các bạn tùy ha, câu lạc bộ sách cũng được, dù mình mượn mình lấy để mình đọc cũng được. Còn nếu mà các bạn đọc ở quán cà phê sách đúng không, thì take out cũng được, hoặc là các bạn có thể sử dụng chữ choose, à, chọn. Get hoặc là choose cũng được. Tại quán cà phê. Mà chắc thì ít, thì ít ít ai vô quán cà phê đọc sách lắm. Chỉ có những doanh nhân, những người làm việc nữa ha. Còn sinh viên thì đa số là library. Cái câu lạc bộ này nọ. Rồi, câu này thì các bạn nên giữ ha, để mình thể hiện tình yêu trước cuốn sách. Và còn một cái nữa đó là các bạn đọc sách khi nào. Thầy có gửi sang tư vấn rồi. I do. Cái này là tôi đọc sách nhiều ạ. Do good reading có nghĩa là đọc nhiều ha các bạn. Khi làm gì? Thì bên dưới thầy có cho ha. Ví dụ như là tôi không thể bắt đầu công việc khi không đọc sách buổi sáng. Các bạn chế lại cũng được. Ví dụ như là tôi thường đọc sách khi tôi ăn sáng hay là uống cà phê cũng được. I do good reading when having breakfast. Cũng được ha. Tự các bạn cho ra. When I have breakfast, have a breakfast, have a coffee, have gì đó cũng được. Hay là đọc sách mà khi cuối tuần gặp bạn bè đó.
Have a meeting with friends on the weekends. Cũng được. Đơn giản thôi. Ý này thì các bạn nói từ 2 tới 4 cái thôi ha. 1, 2 nè. Thử này cỡ 4, 4, 5 cái đó. Rồi làm cho thầy câu đầu tiên đi. Tất cả các bạn làm ha. Nhớ dùng lại những từ của thầy cho. Từ in đậm á. Và những từ đồng nghĩa bên dưới. Rồi các bạn ghi ra đi để thầy kiểm câu ha. Viết ra ha, chuẩn bị câu 2 nha các bạn. Cứ viết đi để thầy kiểm câu. Reading is very personal, nothing more. À, hồi nãy thầy quên có nói một câu ha. Cái này nghĩa là câu này thật ra nhấn mạnh thôi. Thay vì các bạn sử dụng là like to be đúng không? Thì đây là nothing more than to be cũng vậy thôi. Dạng giống như thích rất nhiều. À. Tùy cường độ ha. Thầy viết trên đây đơn giản chút. Các bạn muốn thêm cái này cũng được. Cho nó nhấn mạnh ha. Có nghĩa không thích đọc sách hơn bất kể cái gì. Rồi đúng ha. Rồi các bạn ghi đi thầy kiểm. Cơ bản thì làm từ từ thôi để thầy kiểm câu. À. Bé thì có điểm kiểm tra kia ha. Để chúc thầy báo cho.
Rồi tiếp câu 2 ha. Chuẩn bị câu 2 ha, các bạn cứ ghi đi. I love reading a lot to be crossing. Các bạn cứ ghi từ từ đi để cho nó hoàn chỉnh cái câu ha. To store forward to cover no toy. Bedtime. Các bạn hay chọn bedtime reading nhiều ha. I love reading so much. So I like nothing more than to be crossing. Good book. Cough. Good reading ha, Ngọc Tuyền ơi. Good reading chứ không phải good book ha. Một là do some good reading, có nghĩa là do reading á, thực ra nó là gốc là do reading là đọc sách. Hai là read good book cũng được ha, read some good books before I go to bed. Okay. Rồi, đúng rồi. Rồi, tốt ha. I'll read a little bit prosing. Rồi, sleep better. Câu số 2. Hình như các bạn không 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 ghi loại sách hả? À, sorry, rồi thấy ok. Các bạn nhớ ghi loại sách ha, tại vì loại sách nó là từ vựng ăn điểm đó. Nói về loại sách. Câu tiếp theo. Bạn thường xuyên đi đến cinema hả? Này, phim này nè. Như thế nào? Rồi ở đây thì thầy sẽ có một cái gợi ý ha, đó là các bạn thì thường là cái mức độ thường xuyên đi xem cinema thì thường liên quan tới cái nơi sống của mình. Ví dụ như là các bạn ở sống ở thành phố như vậy ha, thì là cái rạp chiếu phim thì nó có nhiều hơn là ở những cái vùng khác. Đợi thầy một chút ha. Còn cho nên là thầy sẽ gợi ý và các bạn có thể nói tùy theo cái vùng của mình. Ví dụ như là thường thầy đang ở thành phố luôn cho nên thầy sẽ đưa ra một cái gợi ý ha. Chúng tôi đang sống trong một cái thị trấn đông đúc. Thị trấn có nghĩa là chỉ đơn giản là khu mình sống thôi. Thị trấn đông đúc tại một thành phố ha. Các bạn có thể nói thứ khác, ví dụ như là tôi sống trong những thành phố bận rộn nhất cũng được ha. Một trong những thành phố bận rộn nhất cũng được. Ví dụ như I live in one of the busiest city in the country. Cũng được ha. Tùy các bạn chọn. Downtown này nọ cũng được, tùy các bạn ha. Nghĩ là mình đang sống ở đâu. Cho nên có nhiều hay ít. Ví dụ như thành phố thì nhiều ha. Different cinemas. Để xem phim. Thì ở đây thầy có một cái từ vựng, từ này của giám khảo luôn, từ vựng rất là hay ha, catch the latest movie, có nghĩa là xem phim mới nhất, xem phim hay nhất. Từ này là từ chuyên nói, để xem phim, những cái phim hay nhất, phim mới nhất ha. Cụ thể là loại phim gì? Tôi thường xem ha. Fight, seek, look for, expect, trông chờ phim gì đó. Cụ thể đó là cái này thì không bắt buộc ha, các bạn có thể ví dụ ra là tên gì. Và mình sẽ khẳng định nó là mình thích xem ha. Be keen on seeing là thích xem. Tại mình đang nói về phim mình thường xem mà. Always, còn nếu mà mình dạng thỉnh thoảng thì sẽ là sometimes cũng được.
Rồi, mình có thể đưa thêm cái loại phim khác mà mình thích ha. Cụ thể phim gì? Thì ở bên dưới thầy có cho từ vựng về phim và các bạn coi những cái ví dụ của thầy và giám khảo ha. Câu câu này của thầy, câu này của giám khảo. À, cái này trường hợp của giám khảo là sống ở vùng nông thôn đó. À, không may mắn thay thì chúng tôi không có cái cinema gần của chúng tôi ha, cho nên chúng tôi phải đi vô thị trấn gần nhất để xem phim. Còn của thầy là thành phố bận rộn, có nhiều cinema gần ha. Chi tiết vào đời chút. Rồi, nearby ha, thầy ghi thiếu. Để xem phim mới nhất. Các bạn là near my house, near my accommodation cũng được. Và thường xem loại phim gì thì ở đây các bạn có những cái từ vựng ha. À, tùy các bạn chọn. Thì ở đây thì thầy có xài lại từ vựng của giám khảo đó là positive, là những cái phim mà doanh thu cao đó các bạn. Này, giống như phim bữa của Trấn Thành đó. Phim bom tấn cũng được. À, blockbuster. Bom tấn cũng được, thầy có cho đó. Rồi sau đó thầy sẽ ví dụ ra loại phim gì. À, ví dụ như là phim hành động đi ha. Action phim, các bạn muốn ví dụ cũng được, không cũng sao ha. Rồi tôi cũng đồng thời thích những cái phim mà ít kinh phí, có nghĩa là phim ít đầu tư á. Nhưng mà thật ra này là cách phân biệt của nước ngoài thôi, chứ còn mình thì không cần quan trọng lắm. Các bạn chỉ cần nói ra loại phim được rồi. À, phim bom tấn hay là những phim thông thường, hoặc là loại phim luôn, tên nó là gì, ví dụ như là khoa học viễn tưởng ha, science fiction. À, cụ thể phim gì các bạn có thể nói thêm tên. Rồi tới đây được rồi ha, các bạn chỉ cần viết như vậy là được. Còn câu sau chắc khỏi đi, câu sau thì các bạn khá có gì thêm. Câu này có nghĩa là nó nói thêm một cái là có một cái cinema rất là hay ha, tôi thường đi xem, là chỗ đó có chiếu những cái phim như vậy. Cái này còn ghi thêm thôi, bạn nào muốn xài thì xài. Tại chủ yếu là nó có cái từ vựng này nè, past recurrent showing, thường chiếu phim, các bạn muốn xài cũng được ha. Câu này thì câu phụ. Rồi quan trọng thì những cái ý trước là được rồi, nghĩa là mình sẽ nói về nơi sống và sự thường xuyên mình đi. Hai cái ý ha. Rồi các bạn làm đi, làm câu hai cho thầy.
Rồi, chuẩn bị tiếp câu số 3 ha. Các bạn cứ viết bình thường. Rồi các bạn điểm danh giúp thầy luôn ha. Đúng rồi, điểm danh giúp thầy ngay. Các bạn thả tim thả gì vô vô cái phần cái chữ điểm danh của thầy đi. Điểm danh GetGo kìa. Line Noctimor and Crossing Google. Better. Okay. Rồi bạn nào xong rồi đó cứ cứ coi câu 3 ha. Đa số phần 1 các bạn dễ mà, tại vì nó chủ yếu mình áp dụng từ vựng thôi. Rồi, ok. Christine comic book. Free time, rồi. Wanted to be the city in the country. Or, Thôi, tốt. Nhớ điểm danh đủ ha các bạn ơi. Nhớ điểm danh đầy đủ nhé. Đâu, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Thiếu mà mới có 11 bạn. Hạ Ngọc lên, Hạ Ngọc. Sì Bích Kinh nè. Xem giống giống cái chỗ em sống có Sì Bích Kinh giống vậy không? Comedy films. Also example. Ví dụ là sao? À, cái này Tuyến ghi lộn rồi. Có nghĩa là thường tìm mấy cái phim hài đúng không? Và em chỉ cần khẳng định thôi ha. Cái chữ example đó là thầy cho dạng tên á. Còn không có thôi. Không có thì em sẽ chỉ khẳng định là đây là cái mà tôi thích thôi ha. Which sometime cannot see ha. Refer his three kingdoms especially. Rồi. Tuần sau các bạn qua cái phần writing này ha, writing task 2 nha các bạn. Tiểu luận á, lập luận nha. Rồi, số 3 ha các bạn cứ viết tới tới nha. Chú thầy kiểm tiếp. Các bạn cứ viết tới nha. Phần số 3.
Nhớ ngay lúc mà viết xong các bạn cứ lo coi câu tiếp theo, rồi lúc mà sửa nó, ví dụ như có vấn đề gì đó. Đa số phần 1, nói chung đa số thì các bạn làm ổn, cho nên là cứ coi câu mới và chứ đừng có đợi đợi ngồi họ làm biếng á. Cứ coi câu mới đi, rồi lúc mà có cái vấn đề gì đó thầy sẽ kêu lên. Thầy sẽ réo lên thì sửa thôi. Và câu số 3 ha. Bạn thích xem phim à, đọc sách hay xem phim? Thì ở đây nó hỏi như vậy thì thường sẽ phải có cái sự đối chiếu. Nghĩa là mình không thích cái gì mình vẫn phải nói ra, lý do ra. Rồi, mình sẽ đối chiếu qua là mình thích cái gì. À, có hai các bạn. Thì ở đây thầy sẽ có cho hai ý. À, hai ý ha. Đi chung với từ vựng luôn. Thì thầy sẽ đối chiếu hai ý. Thì cái này thầy cho các bạn luôn đó. Nhưng mà thầy sẽ gợi ý cho các bạn mở rộng cái phần ý tưởng của mình. Rồi ở đây thầy đưa ra hai ý ha. Hai ý ha. Nhưng mà các bạn vẫn sẽ viết lại à, thầy có gửi thêm cho các bạn viết nè. Nó hỏi là bạn thích xem phim hay là đọc sách ha. Đầu tiên thì câu này của giám khảo. Tôi không phải là người thích đọc. A big reader ha. Hay là bookaholic. Tôi không phải là một người thích đọc sách ha. Lý do thì tôi cảm thấy đọc sách nhức đầu quá. Cảm thấy khó khăn. À, thầy còn có cho chữ nhức đầu nữa nè, các bạn đợi một chút. Rồi, các bạn muốn chơi luôn chữ này cũng được. Nhức đầu á, dạng là dạng cái kiểu không thích á. À. Còn các bạn cảm thấy bị căng thẳng, cảm thấy chán cũng được. Boring. Được ha. Thì mình sẽ đưa ra các tính từ nào mà mình mang tính chất phủ định cho cái trường hợp này ha. Nghĩa là bạn mình thấy đọc sách như thế nào? Ừ, mệt mỏi, nhức đầu, à, chán hay gì đó. Rồi các bạn có tính từ nào khác cứ thử ha. Cho nên sẽ thích xem phim và lý do của nó à lý do xem phim ha. Thì ở đây thầy cũng có một cái gợi ý của từ giám khảo luôn à, hiệu ứng hình ảnh đó các bạn. Chúng ta thầy cho thêm một số chữ. Ở đây thì thầy cũng chưa bổ sung thêm từ vựng phần này à, bổ sung chưa đủ ha. Nghĩa là hiệu ứng hay á, hiệu ứng đẹp và âm thanh hay. Nó có những cái là nội dung sắc sảo à, nội dung phim đó các bạn, nội dung sắc sảo, hình ảnh chân thật gì đó, các bạn có thể đưa thêm vô ha. Chút nữa thầy ghi thêm từ vựng cho các bạn. Rồi thầy sẽ nói về trường hợp đó là không thích xem phim, mặc dù chém gió nhưng mà cứ giả bộ là có ha. Tôi không phải là một người thích xem phim ha. A big fan of films. À, hay là film moholic. Tùy các bạn chọn. À, trên nó có chữ bookworm đó các bạn. Người con sâu một sách gì đó. Cũng được ha. Chút nữa thầy ghi. Tôi thấy phim thì khó coi, mệt mỏi, chán gì đó, tùy các bạn, còn không có thì bỏ qua. Time wasting, à, tốn thời gian. Hoặc là các bạn cảm thấy nó như thế nào đó, các bạn có thể thêm. À, phim, mình có thể nói là tôi thấy những cái phim mới hiện nay thì không chân thật, không có ý nghĩa. Gì đó, các bạn có thể đưa thêm vô. Không có ý nghĩa như lúc trước, quá bạo lực hay gì đó tùy các bạn đưa vào ha, tại vì đang hỏi ý kiến của mình, các bạn có thể đưa vô. Rồi cho nên tôi thích đọc sách thì thầy quay lại cái ý cũ đó, đọc sách ha.
Rồi sách thì thầy hơi chém gió chỗ này xíu, đó là lý do thì thầy có cho một lý do các bạn có thể bắt chước theo, có thể áp dụng theo các bạn cơ bản á, đó là nguồn kiến thức rộng ha, một nguồn kiến thức đa dạng để mở rộng tầm hiểu biết. À, còn các bạn muốn cho cái khác cũng được, sách thì nó giúp cho mình học hỏi cũng được, học hỏi những kiến thức mới nè, đó. Và những kinh nghiệm mới cũng được từ những người viết nó, từ những tác giả hay. Rồi cái này các bạn có thể tự cho được ha, thầy sẽ tiếp tục gợi ý từ vựng cho các bạn. Rồi bé Ngọc có gì mà Ngọc Ngọc J ha. Hai đứa Ngọc cái đọc. Nếu mà được thì cứ cứ viết thử ra cái phần gần ra cái câu nói thì này gần giống như phần writing rồi. Mô tả chút xíu ha. Ở với lại chút nữa thầy sẽ nói cuối giờ thầy sẽ nói là từ tuần này các bạn bắt đầu học tăng cường, những bạn nào chưa học á, chưa vô.
Cường viết á, bắt đầu qua một cái hệ một cái dạng bài mới, cho nên là các bạn vô hết luôn nhé. Chút nữa thầy sẽ đưa cái link ngày mai, chứ ngày mai để thầy tạo lại group ngày mai rồi các bạn sẽ vô hết nhé. Thầy sẽ chỉnh vừa, thầy sẽ lọc lại và thầy đưa nội dung mới vô. J bé J nhớ vô luôn nha. Writing từ tuần này luôn rồi đó. Bên lớp Tăng Cường. Tăng Cường viết thì là tuần nào các bạn cũng sẽ viết luôn nhé. Nhớ học. Và tuần sau mình cũng bắt đầu qua một cái phần viết tiểu luận mới luôn nhé. Nói chung là nhiều quá. Rồi các bạn cứ viết đi ha. Các bạn cứ cứ viết tới tới thì coi. A poster, a poster. Top. Cái này đâu có is đâu trình rồi. Peter Pan especially, tôi không có is nhà trình. Peter Pan especially. Nó là dạng giống như liệt kê ra mà. Trinh trinh gì nè. I'm living in one of the biggest, more crowded. Nope, nè. So there are various. Thì mát vô ha. Cinemas nearby. Hottest. Bộ phim nóng nhất nè. Vừa nóng biết có bộ nghĩa phim không ta. Thường là the latest movie à, có chuyện hot. Chờ chút này để kiểm lại thêm. Thường thầy sai cũng là latest à. Rồi I usually see rồi. Science fiction. Đúng rồi này, khoa học viễn tưởng nè. Rồi ban nào xong thì coi phần 2 luôn rồi đó. Cứ biết tới đi ha. Hôm nay mình chỉ học lý thuyết thôi, cách dùng từ thôi. Rồi đúng rồi đó. Okay. Phần 2 các bạn kéo xuống dưới là thấy nha. Chừng nào có vấn đề gì thì thầy sẽ hú cái tên lên rồi tên Sky lên cho các bạn chỉnh ha. Rồi đúng rồi. Mặc dù cái này là speaking nhưng vẫn có những dùng cái cách dùng từ của phần writing ha, có một chút thôi. Rồi đúng rồi. Okay. Rồi ok. Có nhiều trên ở trên có gì ạ? Inbox là bên Facebook của thầy ha, tại bữa thầy dò bị quên Facebook. Có gì em Trinh inbox giúp thầy không? Rồi, tìm. Rồi phần 2 ha các bạn. Ok, được rồi đó, ổn rồi đó. Phần nào không có thì thầy sẽ để các bạn dùng từ khá là hay ha? Imagination, creativity. To call it tedious. Rồi, tốt. Ở bạn nào chưa điểm danh thì điểm danh giúp thầy ha các bạn ơi.
với lại trên trên inbox qua Facebook cho thầy luôn ha, để thầy lưu lại. Bạn nào chưa điểm danh thì điểm danh nha. Rồi phần 2 ha các bạn. Rồi các bạn coi giúp thầy phần 2. Cỡ 5 phút, cỡ 5 phút mấy đi ha, 5 phút mấy đi. Hoặc là 10 phút cứ coi giúp thầy thì coi hết bài luôn đi. Đợi thầy xíu để thầy ra lấy đồ chút. Rồi đợi thầy chút ha. Các bạn cứ coi đi và về thầy giảng luôn một lần một lượt luôn cho các bạn. Cái bài bên dưới các bạn cứ kéo coi coi tới đi ha. Sẵn đợi thầy chút. Bạn nào chưa điểm danh nhớ điểm danh giúp thầy ha các bạn ơi.
Rồi tiếp ha các bạn. Phần 2 ở đây thầy nói chút xíu nè, là nó sẽ yêu cầu các bạn là mô tả một cái gì đó, hay cụ thể hôm nay là mô tả phim. Thường cái phần 2 nó sẽ yêu cầu mô tả nha các bạn. Nó sẽ cho các bạn một cái mẫu câu hỏi y chang như vậy ha, và các bạn có 1 phút chuẩn bị. Nó đưa cho giám khảo sẽ đưa cho các bạn cái viết với cái bảng, nhưng mà thầy khuyên là các bạn nên ngồi suy nghĩ luôn chứ viết không kịp đâu. Chưa tính tới việc là nó đưa cái bảng mà không xài được, viết viết không được. Cho nên là mình sẽ có, cho nên mình sẽ có 1 phút mình chuẩn bị ha. Nhưng mà thầy khuyên tốt nhất ở nhà mình luyện tập kỹ luôn, tại vì những cái nội dung này vẫn có xuất hiện trong bài thi, và luyện kỹ ở nhà để mình vô thi mình áp dụng luôn ha. Hôm nay các bạn sẽ có một cái đề, à thầy quên nói, 1 phút chuẩn bị, 2 phút nói nha, nghĩa là nội dung mình sẽ nói trong 2 phút. Thì hôm nay mình cũng sẽ đi về cái khâu từ vựng và ý tưởng, rồi còn thực hành thì tới thứ tư mình sẽ làm. Mô tả về phim bạn muốn xem trong tương lai, bạn nên nói là phim đó chiếu cái gì, à, phim đó tên gì, nội dung nó về cái gì, bạn nghe phim đó từ đâu hay như thế nào, tại sao bạn thích nó. Thì thật ra cái đề này nó sẽ có áp dụng được cho cái trường hợp bài là nói về mô tả phim mà bạn đã xem nữa ha. Ở đây thì mô tả phim mà bạn muốn xem trong tương lai nó cũng na ná vậy thôi, chủ yếu là mình sẽ áp dụng cái dùng từ và cái phần trả lời một chút, còn lại ý nó sẽ giống ha. Mô tả phim rồi phim tên gì, nghe nó từ đâu, tại sao bạn thích thì nó cũng như đó thôi. Cho nên các bạn cứ học kỹ, mình sẽ có cái bài tương đương để mình làm. Rồi vô luôn ha, các bạn cứ lựa phim nào mình coi rồi cũng được, không nhất thiết là phim sắp coi ha. Thì thường là những cái phim bom tấn mà nó có một cái chuỗi tập mà các bạn có thể nắm á, mà các bạn có thể vận dụng vô để mình làm luôn. I'm going to talk about a film I like to see when it comes out later. À, hiểu không các bạn? À, tôi dự định sẽ nói về cái phim mà tôi muốn xem ha, khi nó được chiếu ha, comes out. Là được trình chiếu á. Khi nào trong tương lai? Thì cái này các bạn có thể nói là tháng cũng được ha. Khi nó chiếu theo tháng, à, tháng này hay là năm này cũng được. À, rồi ví dụ như đây là trong năm nay ha, các bạn muốn nói trong tháng này cũng được, this month cũng được ha, this year, cái nào cũng được. Rồi tên nó là gì? À, các bạn lựa mấy cái phim dễ dễ bữa giờ mình coi đó, à, Avengers, à, phim của DC, phim của Marvel gì đó, nói chung các bạn Doctor Strange gì đó cũng được ha. À, Doctor Strange. Ừ, tùy các bạn. Iron Man cũng được. Rồi nó là phim tên gì và bạn thấy nó ở đâu thì thầy có gợi ý ha. Tôi thấy nó tên này, tên này, tên này. Và nếu như nó có một cái tên phụ nữa, ví dụ như là cái phim Người báo thù đó. À, biệt đội báo thù Avenger đúng không? Thì nó có những cái tập nó còn cái tên phụ theo từng phần đó các bạn, bạn có thể đưa thêm ha. Thì thường nó sẽ có tên phụ các bạn đưa vô. Và phim này đề cập đến nội dung gì? Thì ở đây thầy có gợi ý các bạn có thể vận dụng. Thật ra cái này các bạn lên wiki nó có đủ hết á. Các bạn lựa là ra trên wiki nó nội dung nó cũng cũng khá là hay ha. Nội dung hơi bị chuẩn á.
Rồi, ở đây thì trên của giám khảo ha, này phim của Bình Điệp Viên, còn thầy lấy của Avenger luôn nè. Các bạn muốn lấy cái nào cũng được. Tôi vừa đã nói phim tôi muốn xem trong năm nay ha. Avengers phim à, cái này thì cái đề năm ngoái của thầy. Nhưng mà cứ xài lại chứ cũng được bình thường nha các bạn. Tôi thấy nó trên poster ở mạng xã hội ha, và nó có tên là Endgame á, cái đợt Endgame trước dịch ha. Và tôi nghĩ Endgame là đề cập. Rồi ở đây thì thầy có cho những cái đề cập, và cái này thì thường là các bạn có thể vận dụng lại. Ví dụ như là ngữ cảnh, ở đây thì thầy cho là ngữ cảnh của một cuộc chiến tưởng tượng ha, mà trong đó là sự kiện gì diễn ra cụ thể, đó là một cái việc báo thù đó các bạn, à, hay là một nhóm anh hùng là chống lại người ngoài hành tinh đó. Trong phim các bạn viết đơn giản là nội dung chính được rồi. Các bạn nếu mà trường hợp các bạn cho nó là một cái phim sự kiện có thật đi, the content, the story cũng được, các bạn chỉnh lại câu chuyện có thật, the real story của ai đó, hay là một câu chuyện ngữ cảnh của một câu chuyện tình cảm, the context of an emotional story cũng được. Cái này các bạn tự chỉnh được ha, có thể vận dụng từ vựng có thể cho sẵn, context ngữ cảnh của cái gì, à cuộc chiến hay là tổ chức này nọ, trong đó hoạt động gì xảy ra. Ở trên thì giám khảo là chơi điệp viên, các bạn điệp viên không không vậy, đề cập đến tên của một tổ chức tội phạm nè, khá là hay ha, và nhân vật chính nè ha phải chống lại trong phim. Rồi các bạn làm đi, từ từ thôi, ý này các bạn làm cho thầy ha, cứ làm đi, thầy sẽ sửa tiếp những câu cũ này, cứ ghi ra nghe các bạn.
Rồi chuẩn bị ý hai ha, các bạn cứ ghi bình thường, thầy đang kiểm cho các bạn nhé. I'm going to talk about a few lines to see when it comes on later this year. Doctor Strange. On the final Spider-Man, I have the referred to the contest. What you need to move first. Hay nè, bé Vi làm hay nè. Tốt đó, nhớ về học bài là được ha. Không là bài của mình để mình nói cho, để mình nhớ bài mình nói nhé. Alright, going to talk about your life when it comes out later. Few months later. Disney ha. Rồi. Adventure. To find her true love. Hay đó. You. American thriller series. Rồi, tốt đó, hay đó. Nhớ học bài nha, nhớ học bài để cho mình nhớ cái ý mình nói ha. Thầy nói cái này thực ra đề này dễ mà, mình được cái gợi ý, cái kiểu gợi ý này là các bạn sẽ tự làm được hết luôn á. Rồi, ý số 2 ha. Không có gì quá khó nha. Thế nội dung nó là cái gì? Về cái gì? À. Rồi. Cái này thì có hai trường hợp xảy ra. Một là phim, cái phim mình đang nói đó ha, là chưa được chiếu nè, cho nên tôi không biết chính xác nó là cái gì, nhưng tôi đoán rằng, rồi tôi đoán rằng ha, nhưng mà vậy là nó cũng tùy. Nếu mà trường hợp các bạn biết rồi á, mình có thể áp dụng cái này. But cái này thì mình chỉnh lại chút xíu ha, tùy ý tưởng của các bạn nhé, tùy ý tưởng của các bạn. À, mặc dù mình chỉnh là mặc dù nha các bạn, mặc dù là phim chưa chiếu nhưng tôi biết. À, I know. À, biết chính xác cũng được, không biết chính xác cũng sao, mình nó biết được rồi. Nó về cái gì? Và nó sẽ là, thay vì nó là nhưng tôi đoán đúng không? Thì mình sẽ chỉnh lại là nó sẽ là it can be ha, it can be that. À, trên it will be thì mình chỉnh lại xíu, mình chỉnh lại đây là it can be that. Sự việc gì, sự kiện gì xảy ra, các bạn chỉnh lại ha, tùy các bạn. Cái này thì thật ra ý thích của mình thôi, mình muốn nói mình chưa biết cũng được, mình đoán thôi, tại không biết vẫn phải đoán mà, chứ đâu phải không biết không biết là không nói đâu. Rồi nội dung hay là nội dung gì diễn ra, nhân vật sẽ có hành động gì ha. Rồi các bạn coi nè, thì thật ra cái này ý tưởng của mình thôi, thì thầy chỉ gửi thôi chứ thực ra các bạn tự làm được cái này. Ví dụ như thầy nói Endgame nè, Endgame thì chưa được chiếu nhưng tôi, và tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng mà tôi đoán rằng là thì mình, các bạn lấy cái nội dung đơn giản thôi ha, không cần phải lấy nội dung sâu sắc quá đâu, nội dung chính của nó được rồi, thì cũng đơn giản, đó là anh hùng ha sẽ tiếp tục nhiệm vụ nè, cứu thế giới từ tội phạm nguy hiểm ha, như bình thường đó, chỉ vậy thôi. Giống như giám khảo trên đây cũng đơn giản luôn, nhân vật chính là Bond á, James Bond đó các bạn ha, James Bond là vẫn nhiệm vụ cứu thế giới từ tổ chức tội phạm. Đây hoàn toàn là một nội dung chính thôi, các bạn không cần phải nói gì quá sâu đâu, nói cho giám khảo hiểu là được về cái nội dung chính của nó đưa ra ha. Nhân vật chính sẽ làm gì thôi, nội dung chính thôi mà nè, as usual là đủ rồi đâu cần nói gì phức tạp quá đâu, tùy các bạn thôi. Và tôi chắc là nó sẽ giống như phần trước của phim ha. Câu này là dạng câu khá là hay, thầy đang giữ lại nè. Với
Tùy các bạn, ví dụ như tôi chắc chắn là nó giống hay là nó khác một chút cũng được, mình không cần phân tích đâu. Mình sẽ nói là nó có thể sẽ khác một chút, hoặc là đặc sắc hơn một chút, hoặc là có thể là câu chuyện sẽ buồn hơn một chút, vui hơn một chút, tùy các bạn chọn. Câu này khá hay nè. Với cốt truyện nhiều tình tiết gay cấn, các bạn giữ cụm từ này cho thầy đi. Rất là hay ha. Bài nào cũng xài được hết. A plot line involving lots of twists and turns. Cốt truyện gay cấn. Rồi ha. Và nhân vật làm gì ở cuối phim đó. Đây là một cái gợi ý khá là hay và đơn giản để cho các bạn dễ làm. Nhân vật sẽ làm gì hay sự kiện gì cũng được của phim xảy ra. Để đây thầy cho áp dụng cái ý tưởng của phim Endgame á. Hero ha, sử dụng kỹ năng thượng thừa ha, kỹ năng siêu nhiên đó, transcendent kiểu supernatural vẫn được, để chống lại kẻ địch ha, kết thúc cuộc chiến à, vậy thôi, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Hay là bên đây giám khảo chỉ đơn giản nói là sử dụng những kỹ năng hay để chống lại địch thủ thôi. Các bạn thấy thật ra là trong cái phần speech này các bạn không cần nói quá sâu đó. Nội dung chính là gì? Điều gì xảy ra? Và nội dung cuối ha, cảnh cuối là gì? À vậy thôi. Rồi làm cho thầy câu này để các bạn, cái này dễ ha. Mấy cái phim này thì các bạn tự kiếm và thậm chí các bạn biết về nó luôn. Rồi làm đi các bạn.
Rồi ý tiếp theo ha các bạn cứ làm đi thầy coi luôn. Or I'm going to talk about a few consolidators. Minion, minion. Này đó, cái này các bạn dễ làm ha. Chủ đề cuộc thi vừa rồi luôn á. First, you know, most of the reviewers of his movie. Okay. Đúng rồi đó. Chơi. Leave đó ha. Ok. Mình ok. Không có be leave. Leave thôi. Sống ha. In Paris. Start. New life, like cái cuộc sống ha. Prince. Đơn giản hả? Rồi các bạn cứ coi ý số 3 tiếp đi ha. Nói chung bạn nào làm xong cứ coi tới tới đi thì giảng cho nhanh. Distinction. Rồi ý số 3 ha. Bạn nào làm cứ làm tới luôn. Thế bạn nghe cái phim này từ đầu như thế nào? I first heard about this film when, làm gì ha? Thì tự các bạn chế ra, làm gì khi nào? Đầu tiên thì nghe được, nó sẽ có từng trình tự ha các bạn. Mình nghe cái phim này khi nào? Và từ thời điểm đó và sau đó chứ quên, sau đó ha, tôi thấy được officer's trailer hay là teaser gì đó tùy các bạn trên TV internet có nhiều bài báo trên báo chí hay là poster trên website ha, social networking pages gì đó tùy các bạn đó, thầy có cho các bạn chọn một cái thôi cũng được, bàn luận về nhân vật gì dễ hiểu ha. Và phim mình đang nói là thông tin luôn luôn được chào đón ha, big news tại đâu, rồi tại đâu ha, bởi vì lý do gì nó nổi tiếng, này dễ hiểu à các bạn, cái này các bạn có thể dựa theo gợi ý có thể để làm được nè. Đầu tiên thì tôi nghe cái phim này khi tôi xem tin tức 6 tháng trước, chế thôi, hay xem trên YouTube, xem video trên YouTube cũng được. Rồi sau đó thì thấy official trailer. Thì các bạn giống như xem tin tức, xem poster hay đi siêu thị mà thấy tin tức này nọ đó. Nhưng mà thường trên TV nó sẽ báo. Hồi xưa TV, bây giờ chắc là chủ yếu là bên kênh mạng xã hội là nhiều, Facebook. Rồi có nhiều poster trên Facebook nè, video YouTube, Twitter gì đó tùy các bạn. Bàn luận về nhân vật gì thì thầy cho ông Robert Downey nè. Không người người khác người này đóng vai rất quan trọng trong phim ha, các bạn học được một cái từ liên quan tới phim ảnh luôn là cast to play, đóng vai gì đó được chiếu, đóng vai cái gì đó, giao một cái vai gì đó ha. Rồi vai quan trọng hay là một trong vai quan trọng cũng được, rồi các bạn muốn cho cái khác cũng được, như một trong những vai ấn tượng, vai được chờ đợi, most expected, great, impressive, nói chung tùy các bạn cho vai đó như thế nào ha. Còn chung chung thì cứ vai quan trọng rồi, tại trong phim thì miễn cái vai đó phải chính thì vai quan trọng ha.
rồi đóng vai như thế nào đó, rồi đóng vai chính nghĩa, đóng vai kẻ phản diện gì đó cũng được ha, tùy các bạn sẽ đổi lại vai gì trong phim vậy thôi. Vai quan trọng, vai ấn tượng, vai được mong đợi, kẻ phản diện. À, các bạn dịch thử đi, kẻ phản diện. Rồi phim đó luôn là tin tức mới ha, dạng được thu hút á. À, để thầy ghi thêm một cái dòng nữa, đó là thu hút người trẻ ha. Tại đâu? Thì đây thầy có cho cái dòng đó là Việt Nam và cả thế giới luôn. Lý do là gì? Ở đây lý do cũng nhiều cái nha các bạn. Đợi xíu để thầy ghi thêm cái kia để thầy nói. Rồi tiếp ha các bạn. Lý do là này, thầy cho lý do, thầy kiếm lý do dễ thôi. Nội dung này được sản xuất bởi Marvel vậy thôi. Thì thường là mình sẽ quan tâm cái phim là cái phim của hãng gì đó. À, hoặc là nội dung phim đó có cái gì, có ai mà mình thích. Ví dụ các bạn chế là bởi vì phim đó có nhân vật là có ai chứ, là nhân vật được ưa thích nhất ha. Bởi người xem. Ừ. Nói chung thì mình sẽ nói về lý do đây, cụ thể lý do đó phim có nhân vật gì hoặc nội dung nó như thế nào mà ấn tượng như vậy đó. Thì các bạn, đây thầy cho là nội dung rất hay ha, dramatic movie content nè, được sản xuất bởi Marvel nè. Ừ. Hoặc là các bạn có thể nói là phim có nhân vật gì mà được ưa thích bởi nhiều người. À vậy thôi chứ đơn giản ha, đừng phức tạp nha các bạn. Rồi làm đi các bạn. I'm going to talk about films 3 years ago. Thành công rồi.
Rồi, các bạn làm ý hai đi ha. Can thì ráng thuộc từ vựng ha. Em là giờ phạm vi ráng nắm từ vựng càng tốt vô. Speak your right. Thêm ý tưởng thuyết phục nữa. Ừ, bây giờ em thì chưa có kéo từ vựng của 7 chấm á, là từ vựng chuyên càng tốt mà ý tưởng sâu thuyết phục càng tốt, ngữ pháp đa dạng càng tốt. Đó, như vậy bắt đầu mình đẩy sâu vô. Phần 17, 7 rưỡi á. Speak your right. Rồi chuẩn bị ý cuối ha. Các bạn cứ ghi từ từ cho nó kỹ lưỡng vô cho thầy cái khâu từ vựng nha. Wanna watch Facebook. Tại vì những cái nội dung kỹ lưỡng này các bạn sẽ là cái cơ sở để mình luyện tập nói cho nhớ cái nội dung. À, mình phải kỹ lưỡng từ đầu mình nhớ nội dung kỹ luôn. Như thầy nói nó sẽ áp dụng qua bài khác mà. Thì bắt đầu qua bài khác các bạn dễ nhớ và các bạn tự làm được. Thậm chí các bạn khá có trong quá trình mà viết như vậy các bạn tự tập nói luôn á, nói luôn cho nó thuộc á, hiểu không? Nói cho nó nhớ luôn cái phần ý tưởng chính của mình. À. Giống như ngồi nói luôn á, cho nắm luôn ha.
Nói cho nhớ luôn, nếu mà các bạn nào khá thì tự chủ động vừa viết vừa nói luôn từ đầu luôn ha, để mọi ý như vậy mình sẽ kỹ luôn, nó đỡ nhiều quá các bạn nói nó nhiều nó mệt cũng vậy. Các bạn khá đó, chú ý các bạn khá, còn các bạn cơ bản thì từng bước thôi. Nói sao cho nó dạng giống như mình thuộc lòng cái câu nói của mình kết hợp với câu nói giám khảo cho nó hoàn chỉnh cái khâu từ vựng luôn đó. À, tại vì qua cái đợt kiểm tra vừa rồi thì các bạn khá nhưng mà còn bị ở vấn đề đó là cái phát âm với nhấn câu nó chưa rõ lắm, và từ vựng thì có ok nhưng mà có những cái ý nó chưa có đủ sâu. À, cho nên là nhưng mà cũng ở phạm vi là 6 điểm mấy là được rồi, 6 và 6 điểm rưỡi ở phần speak là ổn ha. Còn mà để đạt tới 7 và 7 rưỡi thì cần có cái khâu phát âm hoàn chỉnh nữa. Rồi ý tưởng và từ vựng thật sự là kết nối với nhau và nó có độ trọng tâm lớn, thì cái này để thầy hướng dẫn từ từ tiếp. Nhưng mà trước mắt là những cái phần mà thầy hướng dẫn trong các cái bài cụ thể là có sẵn rồi đó, nó có những cái trọng tâm ý tưởng và từ vựng sẵn rồi, các bạn trước mắt cứ nhớ kỹ cho thầy ha. Chứ thật ra là nãy giờ mình viết là đủ rồi đó, đủ phạm vi từ vựng tốt cho các bạn nói trên 7 điểm luôn á. Nhưng mà quan trọng luôn là các bạn thể hiện nữa, nhớ bài nữa. Cho nên là các bạn nào khá thì trong quá trình viết giống như ngồi nói cho thuộc luôn á, tại vì các bạn nhạy mà. Các bạn hiểu vấn đề và làm luôn và chỉnh và nói tại chỗ từng ý cho nó thuộc luôn. Từ đầu thì như vậy các bạn sẽ được nhiều bài. Trong một khoảng thời gian ngắn bắt đầu mình nói chút chút gì bắt đầu tự nó sẽ nhiều bài. Thì nó nhiều và các bạn có kiến thức cứng thì tới một lúc nào đó các bạn đủ kiến thức là tự tự làm ra luôn, nó sẽ cứng luôn ha, chứ không phải là cứ đợi đợi xong bài mới nói thì nó sẽ hơi lâu. Tớ thì nói các bạn khá nha, còn các bạn cơ bản thì cứ từ từ thôi, chưa đủ cứng đâu. Ok ha, nhưng mà tùy mình coi năng lực của mình, cảm thấy tiến bộ nhanh thì mình làm luôn, đó là cái hướng dẫn của thầy. Mình sẽ nói từng cái khúc nhỏ nên tại sao mà trong đây mà thầy chia ra như vậy. Rõ ràng các bạn vô thi phải nói hết một bài đúng không hả, phải một bài hoàn chỉnh như vậy, nhưng mà không nói từng ý nhỏ sao mà nói được cái lớn đúng không? Tại vì mỗi ý nhỏ là nó đều có cái trật tự ý tưởng và từ vựng của từng câu hỏi rồi. Cái này mà nhiều khi đưa ra viết còn chưa viết xong. Nếu mà một bình thường môn học bình thường, anh văn bình thường đưa viết còn chưa xong nó chỉ nói đúng không các bạn? Ai thì nó gắt ở chỗ này. Ok ha. Rồi. Nói chung bữa cái phần nói vừa rồi thì các bạn đa số là chưa có ai trong bài thi vừa rồi á, thì speak ha, cao nhất vẫn là 6 rưỡi thôi, chưa chưa có bạn nào đạt được cái phần 7 ở phần này. Đó là các bạn khá nha, còn các bạn cơ bản thì chưa nộp speak. Thầy đang nhắc kêu nộp lại để thầy kịp. Interest a tutor. Alright. Suffer to Facebook last month. Alright. When hearing. Hearing ha, nghe nghe các bạn. Hân nha. Most of my friends were excited to hear about to do something. Hear something about this film. We decided to sit down together. Okay. Rồi, tiếp luôn. Ý cuối luôn ha, ý cuối là xong rồi đó nha bạn. Hôm nay mình cũng xong sớm. Why you would like to see it? Rồi tôi muốn xem phim gì ha, tại đâu? Ở đây thì mình sẽ nói về lý do xem nó, thì thường đầu tiên mình sẽ đề cập đến vị trí ha các bạn. Thì thường là mình sẽ thích xem thì cái lý do đầu tiên đó là thường là ở đâu? Mình sẽ thích xem phim đó ở đâu đúng không? Các bạn đợi thầy chút nhé.
Ở đâu ha các bạn? A cinema on the internet website so we hi hát cái phim gì đó ha. Rồi mình sẽ nói về lý do. Thì lý do nãy cái này phim ảnh thì mới mới học xong. À, cảnh hành động ha, hiệu ứng tốt, chân thật, hình ảnh sắc sảo gì đó, lấy lại luôn. Cái này em nãy học rồi, bên câu số 1. Và tôi thích sự thật rằng là nhiệm vụ ha của phim thì diễn ra tại đâu? À, các bạn đợi xíu, nó còn cái từ vựng khá là hay. Rồi thầy có cho các từ vựng các bạn muốn cho gì cho ha. Nghĩa là nó sẽ diễn ra những cái nơi đẹp thì thầy có cho từ vựng về cái chỗ mà nó chiếu. Spectacular location, attractive scenery, scenic spot gì đó cũng được. Giống như hang Sơn Đồng của mình á. Rồi phim thì cái này thì sẽ có hai ý ha, tùy các bạn chọn. Một là phim không thực tế ha. Chữ nào cũng là không thực tế luôn, ảo tưởng á. Nhưng tính chất nó như thế nào? Hai là các bạn, nếu mà nó là phim thực tế thì các bạn sẽ đưa ra ý tưởng đó là dựa theo câu chuyện có thật xảy ra nhiều năm trước, tính chất nó như thế nào thì được ha. Thì đây thầy lấy gì cái phim hoặc thực tế đây, tại vì Endgame là không thực tế, đúng rồi. Phim thì không thực tế ha, nhưng nó rất là nhanh chóng ha, giải trí rồi vui vẻ nè, rất là hay ha, với câu chuyện có ý nghĩa. À, cái chết của Iron Man đó các bạn đó. Còn giám khảo cho cái phim của điệp viên nè, đó là rất là nhanh ha, giống như một cái cuộc đua xe ha. Bạn nào xài được từ này khá là hay nè.
Cuộc đua xe từ vựng này cũng hay xài bên cái cách dùng từ của người Anh đó. Đây là cuộc đua xe F1 đó các bạn. Roller coaster. Nó đó. Thì các bạn chọn ha. Thì ở đây thì các bạn nói tính chất của nó như thế nào, lãng mạn, ý nghĩa, vui vẻ hay là kết thúc có hậu gì đó hay là không có hậu gì đó tùy các bạn. Đưa vô cho cái trường hợp phim này ha. Rồi các bạn viết cái này đi. Y cú vậy đó. À hình như nãy Khang vô sao đúng không? Khang có gì chút nữa coi cái video khúc đầu đi cho em đỡ mệt. Coi cái phần mà hướng dẫn cái phần 1 nè. À chú tâm trọng tâm vô những cái dùng từ. Nói về sách vở, thích thích sách, thể loại sách á. Hả? À, chú tâm vào cách dùng từ nè. Cái này thì anh có để sẵn rồi đó. Hả? À, từ vựng chuyên luôn ha. Types of books nè, rồi cinema nè, loại phim ha. Học kỹ mấy cái này, bây giờ em sẽ học kỹ mấy cái phạm vi từ vựng này. So sánh giữa phim nè với watch với reading book nè, đó. Sự đối chiếu giữa các tính từ tính chất của các phim nè. À. Ok ha, hoặc là tự coi học cũng được. Tại vì phần 1 này thì chủ yếu là sẽ phần 1 thì cái nào cũng vậy, chủ yếu sẽ đánh sâu về từ vựng là nhiều để mình học, mình đẩy mạnh ra áp dụng phần 3 ha. Thực ra là cái phần 3 sắp tới của các em học là thầy sẽ vận dụng từ phần 1 luôn á. Nhưng mà ở phạm vi từ vựng, ý tưởng nghĩa là phần 3 thì sẽ mở rộng nhiều ý tưởng để tính chất thuyết phục. Nhưng từ vựng thì xài lại phần 1 được nha, tại vì nó đã là chuyên rồi. Ok ha. Còn gì nữa thì chắc sẽ mở rộng thêm. Rồi các bạn viết cho thầy ý cuối đi, còn dư giờ mà. Chủ yếu các bạn hồi nãy các bạn ca đầu học lâu nó hơi mệt cho nên là xong mà cũng xong rồi. Rồi các bạn viết ý cuối đi là xong rồi nha.
Cinemore, I'm Đúng rồi, cái này thì giống ha, cho nên nó đơn giản. Marvel thì giống rồi. Cutting scene, ok, attractive hoặc là stunning scenery cũng được. À. Rồi, được rồi đó ha các bạn. Thì thầy dặn nè, tất cả các bạn ở nhà lấy cái bài của mình tập nói cho hoàn chỉnh đi nha. Nhất là các bạn khá, thầy khuyên các bạn khá nếu muốn phạm vi là 7 và 7 rưỡi phần speaking. Thì kỹ cho thầy cái khâu là dùng từ thật tốt vô. Từ vựng chuyên về chủ đề thực ra trong bài có đủ hết rồi, ráng nhớ cho thầy. Trật tự ý tưởng cũng như vậy, cứ đọc từ từ cho nó quen. Rồi tới cái khâu phát âm ha, chỉnh âm hoàn chỉnh lại chút xíu. À, tại thầy có thấy là có một số bạn cũng khá, còn bạn khá nha. À, lúc mà luyện tập trên lớp như vậy nhưng mà hôm bữa có làm kiểm tra đó thì lúc mà nói hoàn chỉnh một bài á thì nó bị dấp với lại cái phát âm nó chưa ổn định lắm. Thì có khả năng ở đây là do các em có thể là ở nhà không có tập cái cách như thầy nói đó là tập cái đoạn nhỏ đó thầy mới nói nãy luôn đó, cho nên là thầy sẽ dặn luôn đó bây giờ là những cái ý nhỏ này tập từ từ thôi, kỹ cái câu từ vựng rồi ý tưởng cho nó thành thói quen luôn chung với phần nhấn âm. Cái cách thầy nói đó những chấm phẩy cứ nói từ từ cho các bạn nghe đó cho quen đi rồi tự nó sẽ nhanh. À, cứ nói từ từ tự nó sẽ nhanh, đừng đừng gấp cái câu này nếu thực sự các bạn muốn bảy trở lên. Thực ra từ vựng với là trật tự từ có thể có để hết trơn rồi ha. Bài các bạn làm rất là tốt rồi nhưng mà chú ý cho thầy cái khâu nhớ được cái ý tưởng từ vựng trật tự của nó hoàn chỉnh ha, rồi nói nó có ngắt hơi chấm phẩy đàng hoàng. Rồi cứ như đó, trước đây thầy sẽ kiểm tiếp ha. Tại lúc mà các bạn đọc bài thì nói nó ok đó nhưng mà khi mà lúc mà bữa thầy cho kiểm tra thử mà hoàn chỉnh bài thì nó lại có vẻ hơi khác một chút. Đây là bước chuẩn bị kỹ cho các bạn nói để phạm vi được 7 điểm ha. 7, 7 có thể 7 hoặc 7 rưỡi. Chứ thực ra bài mình đủ rồi nha các bạn, thầy còn chưa bổ sung nó còn những cái bài mẫu của các giám khảo khác nữa khá là hay. Rất hay chứ không phải là hay nữa. Nhưng mà thầy sẽ lấy cái phạm vi bài này trước để cho các bạn dễ nhớ ha. Nhiều lắm, còn rất là nhiều ha. Có thể bổ sung từ vựng chuyên bên writing qua cho các bạn nữa. Rồi thôi, như đây rồi ha các bạn. Còn gì nữa cứ nói thầy ha. Các bạn gì nữa cứ nói thầy. À, thầy dặn nè. Nếu như các bạn nào có khả năng thì cứ tập luyện luôn. Nộp bài cho thầy luôn. Cũng được. Thầy sẽ sửa sớm luôn. Rồi tới thứ thứ năm là nói tiếp ha. Thứ năm năm mình tập nói tiếp thì càng khá là càng phải trả bài nhiều. Nó sẽ hơi khác chút xíu so với các bạn cơ bản là nói từ từ cho nó quen, không quá nhiều. Còn các bạn khá thì những cái tiết đó theo dạng giống như trả bài vậy đó, giống như nói chuyện như trên phòng thi vậy đó. Thì nói theo cái cách của thầy nói từng đoạn từ từ thôi, nhấn rõ vô, thầy sẽ kiểm lại. Cho nó quen luôn, bắt đầu để thành một cái đoạn dài. Ok ha. Thì nói chung cái khâu này phải có thời gian, đúng rồi, phải có thời gian mới được. Mình sẽ tận dụng mọi thời gian, tại thầy biết là ngoài giờ học như các bạn luôn sao? Cho nên là nãy thầy có dạng đó trong quá trình làm bài tập nói luôn. À,
viết ra nói luôn cũng được, gửi thì sửa luôn cũng được, rồi về nói tiếp, nộp trước rồi mốt nói nộp lại. Cách cách học cách luyện của thầy là chính thì tự luyện tập, là bài cũ thầy luyện hoài luôn á, cho nó nhuần cái miệng ra luôn á. Rồi cách mà thầy phát âm hay là cách nhấn câu các bạn nghe là biết rồi. Có những câu như khi thầy vẫn bị quên âm thì thầy phải đọc chậm lại, nhấn lại từ, phải nhớ cái này phải hoài luôn á, giống như nói chuyện mỗi ngày vậy đó. Đó, đây là cái thằng dạng trước ha. Thì lúc mà cái khâu sửa bài thì thầy sẽ sửa, thầy sẽ đọc cái bài của các bạn theo cái giọng của thầy lại. Như các bạn biết rồi, thầy sửa thì thầy sẽ chỉnh những cái chỗ các bạn bị sai. Rồi sau đó thầy đọc nguyên một bài thì các bạn nhớ bắt chước theo thầy ha, nhất là các bạn cơ bản. Khá cũng phải khá thì thầy sẽ nhấn kỹ một chút nữa cho các bạn tập cái phần những âm mắt và những từ vựng mà cô nó hay nói ha. Cho nên là cách luyện tốt nhất vẫn là các bạn cứ đọc chậm đi. À, đọc chậm là tự nó sẽ nhanh. Cả cơ bản với khá luôn. Cơ bản thì cho nó quen lại cái âm. Còn các bạn khá thì hoàn chỉnh cái âm. À, chung với cái khâu từ vựng ha. Rồi, cái như đây trước đi. Còn gì nữa cứ cứ hỏi thầy ha. Nhớ nộp bài. Rồi, vậy thôi. Chào các bạn nhé.